Cảnh sát cơ động truy đuổi, bắt nghi phạm cướp tài sản giữa phố. Nghe tiếng truy hô của nạn nhân, tổ công tác tiểu đoàn cảnh sát cơ động tỉnh Lâm Đồng đuổi theo nghi phạm cướp tài sản và thu hồi được tang vật. Ngày 12 tháng 1, tiểu đoàn cảnh sát cơ động phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bàn giao Đinh Xuân Viên, sinh năm 2000, ngụ đường Hà Huy Tập, thành phố Đà Lạt cho công an thành phố Đà Lạt điều tra, làm rõ hành vi cướp giật tài sản. Tối ngày 11 tháng 1, tổ tuần tra của tiểu đoàn cảnh sát cơ động gồm 4 đồng chí là đại úy Lê Huy Vũ, tổ trưởng, hạ sĩ Võ Phi Hùng, hạ sĩ Bùi Ngọc Nhân và binh nhất Đinh Thế Sơn đang tuần tra trên đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Đà Lạt thì phát hiện một phụ nữ đi xe máy đuổi theo nghi phạm, đồng thời truy hô cướp cướp. Tổ tuần tra lập tức truy đuổi theo nghi phạm tới đoạn đường số 10, số viết Nghệ Tĩnh, phường 8, thành phố Đà Lạt, tổ công tác đã đuổi kịp, đồng thời khống chế, bắt giữ nghi phạm cùng tang vật là chiếc điện thoại di động vừa cướp được. Bước đầu, nghi phạm khai nhận là Đinh Xuân Viên, quê Thanh Hóa, hiện đang trú tại đường Hà Huy Tập, thành phố Đà Lạt, làm nghề thợ hồ. Người bị hại là chị Lê Thị Kiều Diễm, sinh năm 1992, ngụ đường Nguyễn Siêu, thành phố Đà Lạt. Tổ công tác đã bàn giao Đinh Xuân Viên cho công an phường 8 lập hồ sơ, bàn giao nghi phạm cho công an thành phố Đà Lạt tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, ngày 21 tháng 12, tổ tuần tra tiểu đoàn cảnh sát cơ động do thiếu tá Phạm Ngọc Thịnh, tổ trưởng, đại úy Mai Văn Thế, đại úy Lê Huy Vũ và binh nhất Nguyễn Văn Sơn đang tuần tra trên đường Xuân An, thành phố Đà Lạt thì phát hiện một người có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi lực lượng chức năng đề nghị kiểm tra hành chính, người này liền ném ra ngoài hai gói ni lông còn chứa tinh thể màu trắng xuống đất. Nghi phạm khai nhận là Nguyễn Hữu Đức, sinh năm 1993, ngụ đường YX Xanh, thành phố Đà Lạt. Làm việc với cơ quan công an, nghi phạm khai nhận hai gói ni lông trên chứa chất ma túy đá. Khắc lịch, công an nhân dân.